Chào cả nhà, đã trở lại với kênh Quê Nhà Có Mẹ Của Mình. Thì sáng hôm nay mình làm cái món hủ tiếu xào nghe cả nhà. Mình có chuẩn bị là thịt vịt với lòng vịt. Mình thái mỏng, mình sắt mình ướp rồi. Ở đây là mình chuẩn bị này là 1 ký, 1 ký thịt, và lòng với thịt là 1 ký, rồi 4 cái củ sắn với ít hành với cần tàu, với nửa ký giá, với 100 gram hẹ, với 1 ký hủ tiếu để mình xào. Cái này mỡ của vịt rồi mình là lặn ra luôn để mình hồi mình khử mình xào luôn. Giờ mình sắt củ sắn để mình xào hủ tiếu nha cả nhà. Chế miếng dầu ăn vô. Để hành tỏi vô mình khuy luôn. Mình đổ thịt vô mình xào. Sắn vô trong thịt. Giờ mình để gốc cần vô luôn. Gốc cần nó lâu chín rồi mình để trước. Giờ mình để hủ tiếu vô luôn nha cả nhà. Tiếng xào cách vậy nó ngon, chứ thôi mình trụng nó nhão lắm. Rồi mình để giá hẹ vô luôn, cho cần luôn. Trộn lên. Rồi hủ tiếu mình xào xong rồi, giờ mình dọn ăn cả nhà ơi.
Rồi chia chén dĩa ra, chia dĩa ra ăn. Bữa nay cho ăn bằng dĩa đây. Ừ, có đũa hả? Tưởng đũa. Đũa bóp bằng tay. Trời ơi, có một cái muỗng một mà khổ thiệt. Để hết mắm ra được rồi mẹ. Giờ ai thích gói thì gói, ai thích ăn sao thì ăn đi. Ăn giống như bị bún đi. Mời cả nhà cùng ăn với mình. Bữa nay ăn hủ tiếu xào. Hủ tiếu xào, màu ghê nè mẹ. Thịt vịt hả mẹ? Thịt vịt. Không vịt à. Không rồi, mời đây giúp chứ đi. Mời cả nhà cùng ăn. Xào. Nhà mình nuôi gà nuôi vịt nó kêu. Giờ này giờ của nó rồi vậy, nó kêu giờ trưa này nè, nó kêu ổ gì á, nó kêu quá trời kêu à. Rồi nó sớm mới chơi vậy. Mệt mỏi với mấy con gà này thiệt chứ. Rồi đất ơi. Nó phải kiếm nhiều nhiều ăn, lâu dữ rồi mới ra. Sợ hủ tiếu nè. Ngon quá. Ra ngõ bụng nó gặp cái này ngon quá. Ồ gói gói lá cách nè. Gói lá cách nè. Đang vô kìa, ăn giàu. Sợ. Đây. Lâu dữ rồi mới ăn hủ tiếu gói còn hơi lộng cộng. Ăn cái gì quên, quên cái nghề rồi. Tính làm để vô dĩa ăn mà sao thấy lá cách thấy thèm. Ngon quá rồi gói. Rồi mẹ phải để bún lại, hủ tiếu ra lại. Đợi nó đi, đợi nó đi, mẹ cho ăn vô đây mẹ. Ăn về đi cho nó có vệ sinh. Mời cái nhà ăn bún. Hủ tiếu. Hủ tiếu chứ lộn, hủ tiếu xào. Ăn nhiều gọn hơn mẹ. Cặp rau vô cái ăn như gói cặp. Mời cả nhà cùng ăn với mình. Ăn trộm ra mẹ phú. Đủ cách hết. Mỗi người một kiểu ăn. Cái gà cũng ngon. Cha chặt rau, anh thì ăn rau sao. Cái rau sống ngon quá. Thôi để ra đây rồi mình chấm. Ở trong này mẹ cũng để rau bầu nhiều lắm. Rau cần hả mẹ, thơm. Giá hẹ, rau cần. Đầy dĩa nữa rồi. Mẹ đừng đưa được cái này nữa. Nó cắt cần nhiều tốt. Nấu lông rồi mẹ. Rồng cũng ngon. Rau ngon. Ngon. Mẹ xào vậy ngon ha. Mẹ xào mẹ không có trụng đâu. Mẹ rửa là mẹ xào. Trụng trước nó bị bở hết mẹ. Ừ. Nếu mình trụng trước là mình chỉ chọn như thôi. Ừ. Nó không thấm. Nó bút được không? Giống như mẹ mà sạch rồi. Dễ ăn. Đúng rồi. Hồi nãy thấy rau ngon quá, gói gói. Cơm gói ăn đã thèm. Ăn về nó dễ ăn. Nhà mẹ cũng ăn về luôn. Gắp một cái gắp cộng rau. Cho nhanh. Chén nước mắm nhiều, cái bị mặn cho mình thêm một tiếng. Cái lạc cho mình thêm nước mắm. Bà cả không quên hả? Chồng đi đâu gặp ăn từ tháng 8 tới giờ.
Không mà không lấy rồi. Không dớp năm rồi chứ. Gần tháng 3 rồi. Vậy mà ấy nữa lấy hộp mình trồng tiếp nữa. Ừ, nó tự lên rồi. Thấy quá chứ chừng thấy khô luôn. Thấy khô cái rụng hộp xuống lên nữa rồi. Mình để sẵn cái vàng làm một cái này. Mình để sẵn cái vàng để luôn. Ăn hoài không hết. Cái mắm nó nằm ở dưới em phải bỏ vô kia. Cái giống đậu rồng này 6-7 năm nay rồi. Nó cái gốc nó to lắm. Ra thể nó tới mùa nó lên. Ăn cái gốc đó rồi sẽ học nó ra thêm tiếp. Nó chết cái nó lên nữa. Dừa mình diễn ngon lắm. Đậu rồng này là cuối mùa rồi đó. Chắc là hết rồi. Sắp tàn rồi. Trời không tới. Rồi dễ ăn. Ừ. Mình sữa phát hiện rồi. Bột cũng không hay. Rồi cho ăn con. Lâu lắm rồi mới sầu có thiếu. Nói nhớ. Từ gần tới Tết mình hay làm này cúng. À, đó, ăn cái món này là mình nhớ Tết không? Nó đám tiệc gì mới có mấy món mình ăn. Còn bây giờ hả? Chừng nào muốn ăn thì làm ăn. Hồi xưa phải đợi lên có dịp. Đám tiệc thì mới xào ăn. Mà hồi xưa như cái gì ngon cũng vậy hả mẹ? Ừ. Đợi tới đám tiệc mà Tết ăn thôi. Mày ăn mày nấu trúng ớt không? Chút mắm rồi. Dớt mấy cái củ cải đỏ rồi trúng ớt. Trúng ớt. Không biết thật gì đâu, có dám dớt mấy đó nè. Lộn xộn. Ăn bánh mì mà không coi ha, rồi tôi miếng cuối cùng, tôi miếng ớt chẳng mì chắc chắc. Quá ngon. Đũa là gấp không miếng. Rồi. Cầm cội ăn. Trời ăn đau hết hương luôn. Quá ngon. Nó bụng nữa. Ăn ngon ăn có gì chết sơ. Rau canh da canh sơ nhiều. Lâu dữ rồi mới xào hủ tiếu ăn ngon quá cả nhà ơi. Thôi giờ cả nhà mình cũng ăn no hết rồi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha. Mong cả nhà ủng hộ kênh mình. Bye bye.